đang thi công bãi biển Dolan. Chúng ta khởi động giàn khoan thôi nào. Ừ, có vẻ ổn rồi đây. Bờ biển Jersey, mùng 2 tháng 7. Hình như khu này cấm không được vào. Em à, chúng ta là dân bản địa mà, đi nào. Tiếng gì vậy? Là tiếng trái tim của anh rung lên về thân hình của em đấy. Mau theo anh xuống nào, đi thôi. Xuống đây nào, anh không cắn đâu, trừ khi em muốn. Chân em vừa đụng phải gì đó. Mình lên đi anh. Đi mà, mới xuống mà. Truyền hình trực tiếp bờ biển Jersey. Chúng ta đang chuẩn bị cho bữa tiệc lớn mùa hè với cô gái xinh mặc bikini. Cùng mở tiệc nào. Đừng quên, màn trình diễn của Joey Fatone sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay. Đã tới lúc mừng kỳ nghỉ ngày 4 tháng 7 theo phong cách của Jersey rồi đây. I'm a little curious, half a minute to with you, I kind of feel delirious, like a freight train running through my left brain, maybe a firework, but you're not safe to say, take a look around, girl, don't you know, this is where the wild things go, 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 go. Này, này, dậy đi. Dậy, dậy đi nào, sao tôi ngáy à? Dậy đi nào, mau cậu phải ra khỏi đây. Sao tôi ngáy hả? Mở ra nào. Ai đó mở cửa giùm tôi đi nào, mau nào. Chúng mày mặc quần vào đi. Có ai không? Gì nào, anh ấy đâu?
Cái gì? Nghe này, tôi nhắn tin cho cậu nhé. Đây là ban công mà, lối đi cho VIP đấy. Không, không. Cô ta đâu? Ai? Con mèo của anh đấy. Con mèo nào? Đừng nói dối tôi. Tôi ngửi thấy mùi của cô ta mà. Em không thể tin được. Em bỏ anh rồi mà, nhớ không? Vì anh không thực tế. Chính xác. Vì sau 6 tháng, anh vẫn không cho tôi mặc chung đồ lót. Thế thì em phải cố gắng chứ. Muốn gì nữa? Tôi muốn... Anh đừng có làm trò hề nữa. Cái đó của anh. Sao? Kỳ lạ lắm mà. Được đê tiện. Anh chẳng nhớ chuyện gì xảy ra vào tối qua nữa. Thế thôi. Chấm dứt tại đây. Ừ, thế thì đừng đến đây tìm tôi nữa nha. Này, sao mới đến đã về rồi? Tránh ra đi, được bắt chước. Bắt chước à? Thấy đồng hồ này chưa? Cậu còn không phải là người Ý. Thì sao chứ? Phong cách của mình vẫn là nhất mà. Gì hả? Cậu ấy bệnh nặng lắm rồi đây. Bi kịch, đúng là bi kịch. Cậu nên quên cô nàng đổng đảnh đó đi. Chúng ta phải đến quán bar thư giãn cuối tuần thôi nào. Và tớ sẽ là một tấm gương về NTS. Là nhậu tới sáng đây. Cùng uống, cùng say, dập bùng nổ. Chơi tới nào, được rồi, đi thôi. Mau nào. Cái gì thế này? Lên ngay đây. Mày không làm khó được tao đâu. Cứ chờ đấy. Chờ đấy. Chết đi. Đừng lặp lại nữa nha. Lên nào. Lên nào. Lên nào. Ôi Chúa ơi. Cái quái gì đây? Cần câu của mình. Chào mừng đến thiên đường tiệc tùng. Chưa gì đã hứng rồi. Bình tĩnh nào, coi chừng té đây. Nhìn kìa, họ đang mở tiệc rồi. Ta vào phá thôi nào. Chào cậu, khỏe chứ? Không thể chờ đợi được nữa. Cái gì vậy? Tối nay có Joey Fatone đi. Nhậu tới sáng nào. Lấy thêm ít đá đi. Chào bố già. Bố sao rồi? Làm ăn khấm khá nhỉ?
Cháu hỏi cái này, chú có trò gì cho cậu nhóc đây không? Nó đang thất tình đây. Phong cách của Jersey phải sâu hơn chứ. Uống cho tỉnh đi chú. Rượu mojito. Cho cháu 2 ly và thêm một chai bia cho cậu Johnny nha. Tớ biết hai em kia. Bên kia à, hot girl đấy. Ôi chúa ơi. Cảm ơn chú Sally. Anh ta tới đây thiệt à? Mặc kệ đi, tớ cứ nhảy. Này, quên cô ta đi. Mọi chuyện đã hết rồi. Ừ, tớ quên rồi. Tốt đấy. Bia cho Donny. Chúc mừng TC tỉnh thức nào. Được rồi, đúng. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả bạn tốt nghiệp ở đợt này. Và là một bữa hoành tráng. Đừng nói là mai cậu có du thuyền đây. Mùng 4 tháng 7 tại bến tàu. Sẽ là một tuần đáng nhớ đây. Bradford, anh thắng lẹ đi. 15 phút nữa mình đi massage rồi. Bắt đầu rồi kìa. Lại đây, ta đi một vòng nào. Nhìn anh ta kìa, thiệt à. Các bạn đã sẵn sàng được tưới nước bởi những anh chàng cao khỏe nhất chưa? Nhìn những thân hình này xem, thật tuyệt. To lên nữa nào, nào. Ồ, anh ấy kia rồi. Hot boy của bờ biển Jersey. Khi chị cao lý tưởng, đó là anh bạn TC. Mơ ước của rất nhiều cô gái với biệt danh là rắc rối. Này, nhớ phải hết mình nghe chưa? TC rắc rối. TC rắc rối. Này TC, sao biệt danh của anh là rắc rối vậy? Vì khi con gái thấy cái này, họ sẽ gặp rắc rối. Hay lắm. Nhìn cơ bắp của anh ấy xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và kia là bạn của anh ấy, Donny và Banzac. Chúng tôi đây. Được rồi, ta bắt đầu nào. Bên kia có cái gì vậy? Chắc đám gai đồ đó muốn cạnh tranh với tụi mình đấy mà. Không được lâu đâu. Anh đi đâu vậy? Chào quà nha. Được rồi, vũ khí đây. Cầm lấy này. Lấy đi này. Được rồi, 1, 2, 3. Gái, gái đi, cả lũ đó là gái hết. Lột đồ đi, lột đồ đi. Nửa đi TC, nửa đi TC. Mình không mơ chứ. Đi khỏi đây thôi, đi nào. Tụi mày điên à, đời ơi. Bình tĩnh nào. Bọn tao vô tí mà, bộ ghen tị à.
Cầm mồm đi thằng lùn. Sao tụi mày không về nhà đi? Mày định làm gì, đời ơi? Cấm bọn tao à? Thôi nào, sự cố thôi mà. Mày làm ơn về bãi riêng của mình đi. Đừng gây sự với bọn tao. Dòng dõi chưa tiến quá. Mày vừa nói gì? Mình quên mất. Họ đâu có học đại học. Tao nói chúng mày chưa tiến quá. Còn nhiều đặc điểm của người tối cổ. Chúng mày nên về hang mà ở. Thế cái đó là cái bô à? Mày nên hành xử cho tốt. Bố mày không đỡ cho mày mãi đâu. Giúp tao cái này. Về nhà đánh răng cho kỹ vào nha. Xuống mau, xuống. Bỏ nó ra, biến đi giùm tao. Ú tim. Tao sẽ giết mày, thằng lùn. JP, đợi đó. Quay lại đây. Spencer, chuyện gì vậy? JP, đứng lại. Chuyện gì vậy? Bọn nó đang đuổi theo JP. Lại gì nữa thế? Ê này, quay lại đây. Mấy đứa làm gì trong đó vậy? Không phải là lỗi của chúng cháu đâu. Tại bọn chúng tới đây gây sự trước. Là sao? Lại đánh nhau nữa à? Không, không phải là tại tụi con. Lại đây nào. Hôm nay là kỳ nghỉ cuối tuần tháng 7. Các con phải vui vẻ với nhau chứ. Cứ bình tĩnh. Hiểu chứ? Tất cả phải bình tĩnh. Giải tán đi. Bọn cháu nói thật mà, chú Moretti. Giải tán. Xuống đây chơi nào. Mày không bằng một nửa tao. Ừ, mày cũng nhát gấp đôi tao. Đừng nhảy xuống. Đi thôi. Ê, tụi mày. Dưới này thích lắm nè. Câm mồm đi. Nó bị khùng mà. JP, cậu ở đâu rồi? Ở đây khó tìm quá. JP, cậu đâu rồi? Cứu! JP, cậu đâu rồi? JP, thấy gì không? Không. Bọn tớ qua bên kia. JP. Bọn nó kìa. Thôi, thôi ngay. Này, thôi ngay đi. Bố nói tụi nó đi. Tụi nó đuổi cậu ấy đi chứ.
Đừng có bén mảng tới chỗ tụi này. Tôi cảnh cáo, nếu ai dám động tay, tôi sẽ bỏ tù người đó. Rõ chưa? Đã rõ chưa? Rồi ạ. Chuyện là sao? Là lỗi tại mày. Tao đâu có bảo nó nhảy xuống. Nó không biết bơi, đâu phải tại tao. Này thôi đi, đứng yên. Tommy, đưa Radford và Spencer tới chỗ tàu đợi tôi. Đưa tụi nó lên tàu luôn. Mày chết chắc rồi. Tino, con phải hiểu. Mấy đứa phải hiểu. Bố đùa đấy à? Bố định tha cho nó sao? Cứ để bố tự xử. Được thôi. Có gì không? Không. TC, hình như bố cậu tên Bradford hơn chúng ta đấy. Tôi không biết. Chắc là muốn chọc quê tớ. Từ khi mẹ mất, ông ấy thay đổi nhiều. 5 năm rồi cơ mà. Ừ, tớ làm gì cũng không vừa lòng ông ấy. Cậu nên học trường cảnh sát hay gì đó. Sao chứ? Này, chắc không như cậu nghĩ đâu. Làm bố của thằng ngổ ngáo như cậu đâu có dễ. Ừ. Vẫn chưa có gì à? Ừ. Tôi gửi cả 10 tin rồi mà không thấy trả lời. Chú Charlie nói không thấy cậu ấy về quán. Hay là điện thoại của cậu ấy bị ướt? Cậu ấy gặp chuyện rồi. Không, không thể nào. Tôi bơi với cậu ấy hoài mà. Cậu ấy bơi như nhái ấy. Này, là anh của JP. Anh cũng chưa có tin gì cả. Tôi nghĩ cậu ấy tiêu rồi. Cảng số 2 vẫn chưa có tín hiệu gì. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm. Cậu ta khá bé con nên khó tìm đấy. Rõ ạ? Đúng giờ quá. Nơi ông đang đứng sẽ là khu giải trí 14 tầng với tầm nhìn hướng thẳng ra vùng biển Đại Tây Dương. Anh bảo có tiến triển mà. Chúng tôi hơi chậm, nhưng vẫn kịp tiến độ. Vẫn chưa đổ móng cơ mà. Định lừa tôi à? Dàn khoan có hơi chậm, nhưng hãy tin tôi, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi nghe câu đó rồi. Thứ ba có cuộc họp cổ đông. Tôi phải cho họ thấy cái gì đó. Tôi sẽ sẵn sàng chờ họ. Chắc anh đãng trí rồi. Môn 4 phải triển khai xong khu vực đó, tức là ngày mai, không thì sẽ hủy dự án đi. Ông đừng lo. Hãy tin tôi, dự án sẽ hoàn thành. Không hiểu tối qua có chuyện gì, nhưng nguồn điện gặp sự cố. Chúng tôi sẽ cố khắc phục và đuổi kịp tiến độ. Khi chậm trễ thì tôi sẽ không vui. Mà người như anh khiến tôi không vui thì sẽ thất nghiệp vài năm đấy. Và như thế thì không có tiền tiêu xài và nuôi con ăn học. Một vấn đề nan giải, nên tôi khuyên anh đừng làm phật ý của tôi. Alo. Tăng tốc đi. Gấp đôi tốc lực khoang. Lệnh của sếp đấy. Anh đùa đấy à? Động cơ có giới hạn thôi. Sếp đang quậu đây. Đừng thắc mắc, cứ làm theo lệnh thôi. Tùy anh thôi. Tăng tốc lên nào. Cuộc lùng sục cư dân tên là Joey Pellegrino đã được lệnh ngừng. Báo cáo cho thấy Joey đã chết đuối, mặc dù không tìm thấy thi thể. Vì JP của chúng ta, hãy yên nghỉ. Vì JP. Yeah.
phải ra thù mới được. Nuki, em có nghe về chuyện của GP? Chia buồn. Tại tên khốn Bradford đó đấy. Đốt nhà nó đi. Ừ, dần cho nó một trận nữa. Bình tĩnh đi nào. Đây không phải hoàn toàn là do lỗi của cậu ta. Vậy là GP chết đuối à? Quên đi, GP bơi giỏi nhất ở đây đấy. Tôi chưa thấy ai vượt qua được cậu ấy. Holly nói đúng đấy. Cậu ấy không thể chết đuối. Chắc chắn là do thứ gì đó. Ý cậu là cậu ấy bị tấn công mà. Cái gì mới được? Tớ không biết. Chắc là con đĩa. Có người chết vì nó mà. Người Anh tới đây du lịch ấy. Không. Có thể là cá mập. Không thể loại trừ khả năng đó. TC, đây là Florida, thiên đường đấy. Cái này trông có giống thiên đường không? Được rồi. Thế chúng ta làm gì đây? Tớ có ý này. Đi nào. Cậu có thấy cô gái này tới đây không? TC, cậu đang làm gì vậy? Cậu muốn chơi à? Đại loại là thế. Giống chơi game quá nhỉ? Bùm. Cậu lấy đâu ra vậy? Đừng quan tâm. Lựu đạn, thuốc nổ, đạn thép nữa. Được rồi, vào thôi. Tuyệt quá. Đi nào em. Anh không hiểu chấm hết là gì à? Nghĩa là tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh và muốn môi tim anh ra để thiêu rụi. Hiểu rồi. Không cần. Dịp này không nên tí nào. Vì GB mà, mau lên. Lỡ họ bắt gặp chúng ta vào đây thì sao? Không đâu. Xem kìa. Sao lại có thuyền ở đây? Còn có máu nữa. Chắc là tương cà chua thôi. Sao? Bố tới đi câu đem tương đi ăn với cá mà. Có phải thuyền của Vinny không? Vinny Nona? Không, Vinny Banana. Banana chuyển đi rồi mà. Không, ý tôi là Vinny Knuckle. Knuckle chết rồi. Vậy là thuyền của Vinny Pumba. Là thuyền nhỏ mà. Của chú Vinny Cramp. Chính xác. Thế thuyền chú ở đây. Vậy chú ấy ở đâu? Ê, có gì ở dưới nước kìa. Trời ơi. Cái gì thế? Không biết nữa. Ôi chúa ơi. Anh làm cái gì vậy? Không thể bỏ xác chú ấy ở đây được. Phải đem về chôn chứ. Tôi bắt đầu có cảm giác sợ biển rồi đây. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Ôi ghê quá đi. Họ sẽ làm gì với cái này? Không lẽ bỏ vào trong hòm rồi đi chôn mà. Sao bỏ vào hòm được? Trông lố bịch lắm đây. Cá mập. Ôi nhiều quá. Donnie, dụ tụi nó đi. Cậu có kế gì không? Hay là kẹo? Đừng. Không như cậu nghĩ đâu. Đây không phải là loại dành cho con gái. Cậu đùa. Cái này ngon mà. Cậu dụ cá mập bằng kẹo à? Cái này có chứa chất kích thích tăng trưởng đấy. Được rồi, bắt đầu nào. Bắt đầu nào. Chết đi này. Lũ khốn. Lũ khốn. Cầm lấy này. Mau lên, chúng đông quá. Mau lên nào. Nào, cho chúng biết mùi đi. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Lẹ lên. Bơi vào đi, lẹ lên nào. Tôi không thể. Mau lên.
Tôi sợ quá. Mau lên nào. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Ngồi lên đi. Nó chạy rồi kìa. Từ từ đã nào. Giết nó đi. Cố lên nào. Mình ói mất thôi. Tụi nó chạy hết rồi. Càng tốt. Này, mấy cậu thích làm gì thì tùy, nhưng tớ sẽ lần ra chúng. Vừa nãy chưa đủ sao TC? Chúng đã giết GB và tớ sẽ không tha cho chúng. Ta làm gì để ngăn chúng đây? Ta cần một con thuyền. Đây, cái này này. Được rồi. Khởi động nào. Ôi chúa ơi, mời quý cô. Cảm ơn. Sao lại có hình Bradford và bạn gái của hắn ở đây? Thuyền của nó mà. Cái gì? Sao lại trộm thuyền của Bradford? Vì nó là thằng khốn. Chưa đánh dở mặt là may lắm. Mau lên đi, không có mập chạy hết rồi đấy. Cậu học trò đó ở đâu vậy? Tớ học mọi thứ từ YouTube. Cậu biết lái không vậy? Không. Nhưng tớ biết lái cano. Vậy được chưa? Ôi chúa ơi, chúng ta sẽ chết thôi. Này, chuyện này không đùa đâu. Để tớ, TC, để tớ lái đi. Cậu đã lái bao giờ chưa? Tớ thấy mùi ga đi. Cậu lúc nào cũng thế, TC. Có mùi ga mà. Này các cậu. Tớ chỉ muốn giúp thôi mà. Này các cậu. Tớ biết mình đang làm gì mà. Cá mập kia. Mau lên, cứ để tớ lái đi. Tớ biết phải làm gì mà. Để tớ. Tớ thấy mùi ga. Mặc kệ cậu đấy. Thánh thần ơi, xuống thuyền đi. Mau xuống thuyền. Chúa ơi. Ôi chúa ơi. Xuống mau nào. Mau lên. Lại có rắc rối rồi đây. Tôi đói quá. Mấy cậu có đói không? Cảm ơn. Chú Moretti, chú có bánh mì hay gì không ạ? Cháu đói quá. Cậu bị sao vậy? Sao nào? Bố làm thật đi à? Con đốt thuyền người ta. Đó là tội phá hoại. Con đã nói là sự cố mà. Đừng diễn lý do nữa, Tino. Con đang buồn khổ vì bạn mất. Bố hiểu. Nhưng đó không phải là lý do. Còn nghiêm trọng hơn thế. Chuyện này không phải đùa đâu, Tino. Chúng ta đang nói đến cả tương lai của con. Bố có nghe con nói đâu. JP không có chết đuối. Cậu ấy bị cá mập ăn thịt. Và ngoài đó có cả bầy nữa. Chúng không phải là cá mập thường. Chúng có da màu trắng và mắt đỏ, trông rất dữ dằn. Chúng cũng ăn thịt chú Vinny. Vinny Nonick. Vinny Grams. Da trắng và mắt đỏ à. Đừng bị chuyện Tino. Con nói thật mà. Thuyền của chú ấy có chỗ mỏm đá. Bố đi kiểm tra đi. Moretti gọi thuyền tuần tra. Đội tuần tra nghe đây ạ. Chuyện gì thế? Anh có thấy thuyền của Vinny Graham không? Hình như ông ấy đánh cá ở mỏm đá. Không có. Có ai báo ông ấy mất tích không? Không có. Được rồi. Không nghe rồi đấy. Chẳng có gì cả. Còn số 0. Thế giờ ta làm gì? Giờ à? Giờ bố phải gặp Dolan và năn nỉ ông ấy là đừng buộc tội của con và nhóm bạn của nó.
Lần tới có đốt thuyền thì phải xem giấy đăng ký nha. Vì thuyền con đốt là của ông Dolan. Người có khả năng khiến con ngồi tù vì đụng đến ông ấy đây. Đó là điều con muốn ư? Con chỉ muốn bố tin con. Well, what'd he say? Chú ấy nói sao? Ông ấy nói mình đi nhậu đi. Cậu nghĩ ông ấy nói gì? Ta phải làm gì đó. Đừng lo. Tớ chưa chịu thua đâu. Này, ông ấy đâu rồi? Em đâu biết. Ryan, nhìn kìa, cái quái gì vậy? Ryan. Sẽ nhiều người được lợi. Tôi sẽ biến bờ biển Jersey thành khu nghỉ mát và tiêu khiển hết sức hoành tráng. Tất cả sẽ mở đầu bằng trung tâm này. Đẹp đấy. Nhưng vài người thích để nơi này tự nhiên, ông Dolan. Ta có 10 km biển cát trắng tuyệt đẹp và bầu trời xanh để làm gì chứ? Lãng phí vào mấy quán bar đó ư? Ông phải để bãi biển này phát huy hết khả năng của nó. Nghe có vẻ ngoài tầm giới của tôi. Tôi sẽ làm cho nó xinh đẹp. Vậy sao? Ông nên vui vì công việc của ông sẽ nhàn hạ hơn. Ít tội phạm và nhiều người văn minh hơn. Ông nghĩ tôi không quản nổi bọn nhóc ở đây sao? Đừng quên bố mẹ của chúng đã góp công xây dựng thị trấn được như ngày hôm nay. Tôi không nói về bọn nhóc, mà là cách cư xử của chúng. Cách cư xử của chúng à? Đó là văn hóa ở đây. Xin lỗi, không ngờ ông lại quan tâm đến văn hóa ở đây. Ông muốn có thêm quán bar, đánh nhau, thêm người Ý. Tôi định nói là trộm cắp. Những kẻ đốt thuyền của người khác. Đó là chuyện tôi muốn nói với ông. Ông biết đấy, con trai tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn. Vâng, cậu bạn của nó bị chết đuối. Thật tệ hại. Và nghe nói đã dám vào khu thi công của tôi. Được rồi, với những người bố với nhau, tôi xin ông đừng kết tội chúng. Có câu, đôi bên cùng có lợi. Hãy mở radio cả ngày và cùng hòa nhịp với những buổi tiệc tháng 7. Để tôi chuyển qua bộ phận xử lý. Họ sẽ không nghe chúng ta đâu. Thôi nào, đây là cách tốt nhất mà. Xin lỗi, các cậu cần gì? Ai đó phải qua radio cảnh báo mọi người không được xuống nước nữa. Tại sao? Có cá mập. Cá mập ăn thịt đấy. Tụi em thấy chúng ở mỏm đá. Cá bầy ấy, nó đã ăn thịt vài người. Không có bằng chứng gì sao? Để tôi gọi cho cảnh sát xem họ nói sao. Tụi em nói với họ rồi. Vậy là họ không tin à? Anh phải tin tụi em. Phải cảnh báo để cho mọi người biết. Xin lỗi, nhưng chính quyền không cho phép thì không được. Tôi không có quyền. Tôi phải làm việc rồi. Cảm ơn nha.
Thấy chưa? Cậu im đi. Phải cảnh báo ai đây? Ta có bãi Marina, bãi Center. Cậu khùng à? Mấy bãi đó chỉ cho thuê thuyền thôi. Còn câu lạc bộ F, họ có bãi riêng phải không? Cậu điên à? Họ không tin chúng ta đâu. Không, ta phải thử. Đó là điều nên làm. Đi nào. Xin lỗi, đây không phải là khu công cộng. Nếu không phải đến giao visa, thì xin phép đi cho. Trán của mày có vài giọt mồ hôi thì phải. Mày đốt thuyền em tao đấy. Chỉ là sự cố thôi. Bọn tao tới để nói chuyện. Nói lẹ đi. Đồ đười ơi. Mày phải khóa cửa bãi biển ngay. Vui nhỉ? Tụi mày đùa đấy à? Không hề. Dưới biển có cá mập lượn đấy. Cá mập. Ừ, chúng ăn thịt người đấy. Chúng đã giết JB. Não của tụi mày chưa tiến hóa hết à? Nên hãy vận hành nó từ từ thôi. Joey Pellegrino chết đuối. Để tao cho mày bình tĩnh nào. Sợ quá đi mất. Sao không làm gì có ích đi? Nướng cho tao cái bánh. Nhiều phô mai nha. Tao đợi đây. Mày sẽ hối hận đấy. Tao đang hối hận rồi đây. Thôi nào. Đi thôi, dù sao cũng cố rồi. Tớ có ý này, đi nào. Đi nào. Cá mập à? Đây là bờ biển Jersey, nơi mà Joey Fortone, cựu thành viên NSYNC, chuẩn bị biểu diễn. Hết sức phấn khởi. Đây là sân khấu à? Anh nói ở đây có sân khấu lớn như là Manhattan cơ mà. Đâu phải thế này. Mất mặt quá. Không thể nào lên đó được. May quá, anh Joey Fortone, tụi em nói chuyện có được không? Không, biểu diễn xong mới ký. Không, chúng tôi không muốn. Sao lại không chứ? Chúng tôi cần anh cảnh báo. Để mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Có mấy con cá mập trắng cắn người ngoài kia. Sao chứ? Cá mập trắng cắn người à? Dân à? Vui quá nhỉ? Các cậu vui tính thật đi. Chúng tôi nói nghiêm túc đi. Các quý vị, đây là Joey Fortone. Thật tuyệt khi được đến đây. Trên bãi biển này. Các cô gái, bài này dành cho các cô đây. Đã nói có cá mập rồi mà. Không thể tin được. Joey Fortone chưa kịp biểu diễn đã bị cá mập ăn thịt. Xin theo dõi lời thuật của nhân chứng. Tôi đã sống cả đời chưa từng thấy thứ gì như vậy. Thật kinh khủng. Không biết nó đến từ đâu nữa. Cá mập trên bãi biển Jersey à? Như trong phim vậy đấy. Thật đi. Ngay lúc này, bãi biển đầy ngư dân cố bắt lấy cá mập đã ăn huyền thoại Joey. Chúng tôi biết những gì mình thấy. Nó ở ngay dưới nước. Chúng ta phải làm gì đó. Nhưng không ai nghe hết. Các anh muốn giới chức lắng nghe chuyện này. Cũng như lần đầu tiên tôi thấy vậy. Tôi cũng trong tình trạng các anh đấy. Ông cũng thấy chúng sao? Vào năm 1960, ông nội ta bắt đầu xây dựng công trình đầu tiên, to nhất vào lúc đó. Nhưng có một vụ việc chết người vào mùa hè đó. Một ngày, một người đàn ông bị gì đó làm cho bãi biển khuấy động.
Ông ta ở rất xa bãi biển. Mọi người bắt đầu la hét và giãy tay. Ông ấy nhìn quanh, nhưng rồi ông ấy bắt đầu di chuyển như hòn đá, tới rồi lui. Ông ấy bị tấn công. Rồi chỉ còn lại một cánh tay. Ông ấy bị tấn công bởi cá mập, cả một đàn. Đó là vụ cá mập tấn công ở bãi biển Jersey. Rồi khi họ hoàn thành công trình, ông nội ta đã đi khảo sát, đã phát hiện ra một điều. Họ đã làm xáo trộn đời sống thực vật biển. Rồi họ lại ra biển để khoan tiếp, huy động hết bọn mọi cùng làm. Rồi họ chờ, chờ rất lâu. Không phải để chơi nhạc đâu. Họ tập trung ở cầu tàu, chờ bọn chúng đến. Cuộc săn bắt đầu để giành tiền thưởng. Vậy là sao? To như con bò. Chờ đã, họ làm chấn động biển sao? Cá mập bị hấp dẫn bởi sự rung động. Rồi chúng lao tới tấn công vào thuyền của ông nội ta, làm ông ấy rơi xuống biển. Rồi ông ấy làm sao? Ông ấy bắt đầu lao về phía trước. Ông ấy giơ lấy khẩu súng rồi bắn ngay vào mắt của nó. Đó là con mắt của quỷ. Nó đây, khẩu súng tuyệt hảo. Tuyệt quá nhỉ? Chờ đã. Ông nói họ xây cầu cảng phải không? Và cũng nói cá mập bị hấp dẫn bởi sự rung động. Vậy đó, cậu nói gì vậy? Đó là lý do ta không bao giờ thấy bọn cá, vì chúng bơi ra xa ngoài biển. Có lẽ lặn dưới đấy. Không thể nào chúng lại bơi vào bãi biển Jersey được, trừ khi chúng bị hấp dẫn bởi thứ gì đó. Như lần trước, bị hấp dẫn bởi máy khoan cầu cảng. Giờ cũng vậy. Công trình xây dựng đã dụ cá mập đến. Các cậu phải đi với tớ ngay. Em yêu à, có chuyện gì vậy? Noki, cô ta nhảy như cái điếm vậy đi. Cảm ơn Sally. Chúng tôi phải đi đây. Chuyện hay lắm đây. Nơi này thật là kinh tởm. Cô ấy uống 15 shot whisky rồi. Không hay rồi người anh em. Này mọi người, TC ở đây rồi. Này, cứ để cô ấy yên. Người anh em, tránh ra đi. Được chứ, đây là tiệc của tao mà. Chắc mày ghen phải không? Định cho nổ tung tàu của tao à? Ôi tàu quên mất. Mày lại thất bại một lần nữa rồi. Lại thất bại. Mày nói đúng, cảm ơn. Nuki coi nào. Nhảy đi. Mày nên để cô ấy diễn tiếp đi. Cô ta cần tiền của tao mà. Ôi mặt của tao. Đáng dở mặt của nó rồi. Đi thôi nào. Tụi bay hết giờ rồi.
Mọi thứ đã thay đổi. Có chuyện gì với em vậy? Em chỉ vui một chút thôi. Vậy à? Vui bằng cách hành động như gái nhảy hả? Coi nào, anh cũng có quan tâm đâu. Đi mà quan tâm Angela đi. Anh đi đi. Anh đã nói là anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó mà. Ừ, em không tin anh. Anh là tên nói dối. Chỉ vậy thôi. Sao cũng được. Sao cũng được à? Hết rồi. Các cậu muốn nhảy với tớ à? Ôi chúa ơi, về nhà rồi nhảy tiếp nha. Ngày 4 tháng 7. Như các bạn có thể thấy, chẳng cần phải hốt hoảng nữa đâu. Con cá đã giết Joey đã bị bắt rồi. Vậy, ông là ai? Tôi là nhà nghiên cứu sinh vật biển. Và con cá mập này có tên là cá mập đầu búa biển sâu. Vậy ông tin rằng đây cùng là một con cá đã giết ông Fatone à? Đầu tiên, con cá đầu búa cắn người này cực kỳ hiếm. Vì nó thường ở dưới sâu 2.200 feet và cách bãi biển 55 dặm. Và nó to gấp 10 lần kỷ lục đã được ghi nhận. Do đó, nó rất giống với con cá đã giết ông Fatone. Chứng minh đi. Sao ông không tự tay kiểm tra chứ? Tôi rất hân hạnh được giới thiệu những quý ông rất dũng cảm này và tặng một ngân phiếu trị giá 20.000 đô la vì đã bảo vệ người dân đúng ngay ngày độc lập. Cảm ơn rất nhiều, Patrick. Tôi có thể nói chuyện với ông một phút được không? Cứ nói đi. Nói riêng thôi, tôi sẽ trở lại ngay. Ông có thể nói với tôi, sao ông lại mở cửa bãi biển lại chứ? Anh không thấy đã hết nguy hiểm rồi sao? Chỉ bằng việc bắt một con cá mập thôi sao? Không, vì ta đã bắt được con cá để giết Joey Fatone. Vậy là anh nghĩ chỉ có một con cá mập ngoài kia thôi sao? Nick, cá mập chỉ hiếm khi lắm mới xuất hiện ngoài kia. Chẳng phải là vấn đề gì đâu. Chúng ta không phải nói về những vụ tấn công riêng lẻ. Chúng ta đang nói về những con cá đấy. Chúng nhảy lên đớp lấy Joey Fatone, rồi lặn mất tâm xuống nước. Đó là cách giết chóc vô hình. Chỉ là một tai nạn hy hữu thôi. Văn phòng chúng tôi nhận được vài báo cáo mất tích. Làm tôi e rằng còn nhiều con giống như con đó. Con trai tôi nói, nó thấy vài ngày trước. Và tôi cũng chắc vậy. Tôi cực lực khuyến cáo, chúng ta phải đóng cửa bãi biển thôi. Bất cứ cửa ra vào nào quanh khu vực này. Anh có bị mất trí không? Mọi người đổ về đây mỗi khi nghỉ lễ hay cuối tuần. Bọn trẻ vui đùa tắm táp. Đó là tấn bi kịch đây. Anh mong gì ở tôi khi đóng cửa mọi thứ để tạo sự hoảng loạn vào ngày độc lập chứ? Anh có biết vậy là sao không? Anh có biết kinh doanh là gì không chứ? Anh phải nghe tôi về vụ cá mập này. Tôi phải nhắc anh rằng con trai anh bị bắt hôm qua. Tôi không thể hủy án được. Trường hợp khẩn cấp đã kết thúc. Con cá mập đã chết, hiểu chứ? Vụ án đóng lại, hiểu chứ? Dân, cảm ơn xin phép nha. Giờ đây, con cá đã giết Joey đã bị bắt. Bãi biển lại mở cửa. Mọi người đã sẵn sàng bỏ lại tấn bi kịch phía sau. Chúng ta phải chuẩn bị báo cáo thôi. Chúng ta phải giúp giả đi. Đừng lo.
Hôm qua anh đã nói mọi chuyện ổn rồi mà. Đừng lo gì hết, chờ lấy tiền thưởng thôi. Anh lạc quan quá. Vậy sao? Tôi luôn vậy mà. Gì vậy nhỉ? Gì chứ? Cái kia kìa, anh không thấy sao? Gì vậy? Chắc là mấy con cá xanh thôi. Ai quan tâm chứ? Hôm nay là ngày độc lập mà. Có gì đó ở dưới nước kia kìa. Tôi phải kiểm tra trước đã. Anh đi đâu vậy? Tôi sẽ xuống đó kiểm tra thử xem. Mike. Mike, thôi lên đi nào. Tôi lo quá. Không sao mà. Sao phải vội vậy chứ? Coi nào Mike. Mike, lên đi. Mike, Richie, Mike, có cái gì đó cắn tôi. Kéo tôi lên đi. Mike. Dàn xếp với Nuki sao rồi, người anh em? Nếu không cô ấy còn đi quậy nữa đây. Sao rồi hả? Ý tớ là hai cậu định chia tay cả năm mà. Ừ, vậy thì sao chứ? Được rồi, cậu nghĩ sao nào? Cô ấy cứ nói tớ đi chơi với Angela, rồi chống lại tớ hoài. Tớ phải làm gì đây? Tớ nghĩ cậu nên nghĩ cô ấy cảm thấy sao kìa. Cô ấy chắc giận chết đi được. Cả hai người đều điên lên vì cậu đấy. Ừ. Chưa kết thúc đâu. Chỉ cần xin lỗi rồi bắt đầu từ đầu đi. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm như vậy đâu. Phải không hả? Nghe này, chúng ta đã có đủ rắc rối với bầy cá mập ở ngoài kia. Tôi không cần thêm nữa đâu. Được chứ? Các cậu sẵn sàng chưa? Ừ. Vậy thì còn nhiều việc phải làm nữa đấy. Coi nào, đi thôi nào. Tụi anh sẽ khởi hành vào trưa nay. Quầy bar, hồ bơi, nhạc rock. Các em nói gì đây? Cứ gọi cho anh nhé. Đội tuần tra bãi biển 1, mọi thứ đều bình thường. Đội 2, không có gì hết. Rõ rồi. Tôi biết cách nhìn mà. Con đây ạ? Có gì không? Không có gì hết. Chúng con đang tìm. Con sẽ cho bố biết mọi thứ. TC, em thực sự muốn nói chuyện với anh. Không phải lúc này, Angela. Về tối hôm đó, anh không làm gì hết. Ý em là em muốn lắm, nhưng anh không màng, nên em đã để anh lại ở trên giường, vậy thôi. Em xin lỗi. Thật sao? Này đi, Angela. Coi nào, đi thôi nào. Gặp anh sau nhé. Tôi và đi Angela cùng học chung trường phổ thông. Sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Anh không muốn lợi dụng cơ hội này, nhưng họ thật kỳ. Họ không có tương lai đâu. Thật tệ hại. Thật đấy. Tôi sẽ không để ý đến họ nữa. Cái đống cơ bắp đó. Tôi sẽ thay đổi kiểu tóc lại. Một người mới sẽ lo cho em mà. Tôi không muốn. Vậy lát nữa em sẽ làm gì đây? Sao chứ? Và người bạn của anh tổ chức tiệc trên thuyền của anh. Sẽ vui lắm đấy. Đi cùng với bọn anh đi.
Đi đi nào. Tôi thấy không ổn lắm. Với một cô gái đẹp như em thì không cần phải lo gì đâu. Cầm giùm tớ đi. Này, nghe này em. Anh biết em thích bơi lội, nhưng em nên tránh xa mặt nước ra đi. Thật hay giả đây? Anh đã làm gì chứ? Chuyện tệ nhất. Sao hả? Được rồi, lên hết đi. Các cô gái cứ để đồ ở dưới cabin nha. Không tệ nhỉ? Cậu sẽ làm gì đây? Cậu nghĩ đây là ý hay à? Cậu nói gì vậy? Cá mập ở dưới nước đây. Đây là điều chúng ta đã lên kế hoạch mà. Cậu có biết tôi đã mất bao công sức mới thuyết phục được bố dưỡng không vậy? Tôi không biết nữa. Ngay cả khi có cả ngàn cá mập ở ngoài kia, chúng ta vẫn sẽ đi. Không có gì có thể chạm đến chúng ta. Hơn nữa, có một vị khách đặc biệt đang đến đây. Đây là trò đùa. Sao hả? DTF. Tôi hiểu rồi. Cậu sẽ xuống địa ngục thôi. Tôi sẽ chờ. Đây là thuyền của anh à? Ừ. Em trông thật tuyệt đây. Em biết mà. Muốn lên không? Cứ thoải mái dùng champagne nha. Để anh giúp em. Spencer, hãy giúp cô gái xinh đẹp này nha. Tất nhiên rồi. Ôi chúa ơi, được rồi. Lắc lư thật. Khởi hành thôi nào. TV screen or anything that you read in the magazine. Kinda hard when you ain't never had a thing. Look in Shorty's eyes, you can see that he have a dream. See, Wu told him get the money cause it's about the cream. By any means, guess a dude really got a scheme. See, he addicted to the fast life. Had no cash when he passed through his past life. Yeah, he did a little wrong, never asked twice. Top of the world, do you really know what that's like? Having such a good time when the fun stops. Walking from the club when he... Damn, they and you. 8 muối. Giờ em có thể chụp hình được rồi đây. Em sẽ đem về ngắm. Được đấy anh yêu. Ôi chúa ơi. Cứu tôi với. Chúng ta phải cứu mấy cô gái. Đi thôi nào, chờ đã. Ra khỏi nước mau. Cá mập đi. Ra đó giúp họ đi, nhanh lên nào. Ra khỏi đó đi, coi nào. Đi thôi. Anh hùng của em. Cảm ơn anh.
Anh đã thấy gì? Thật điên khùng. Tôi đang ngồi trên bãi biển, rồi một con cá mập khát máu xuất hiện. Anh sẽ xuống biển nữa chứ? Anh giỡn à? Tôi còn không dám tắm nữa là. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm các chàng trai. Ôi cảm ơn Chúa, các anh không sao hết. Nuki đâu rồi chứ? Cô ấy đâu? Cô ấy nhắn tin cho tớ. Cô ấy ra biển rồi. Cô ấy lên tàu đi rồi ạ? Giờ Bradford sao? Ừ. Họ ra ngoài kia rồi sao? Đi đi. Đi đi. Coi nào, chúng ta đi đâu chứ? Mang cô gái của tớ về. Đi thôi. Cẩn thận đi. Đây là vụ cá mập tấn công ở bãi biển Jersey. Vài người đã chết, nhiều người bị thương. Ngay vào ngày độc lập, ngay lúc này mọi người đều tránh xa bãi biển. Hãy tránh xa mặt nước ra nha. Được rồi, mang được bao nhiêu cứ mang. TC, bố cậu chưa cho phép chuyện này mà. Tớ sẽ chịu cho. Làm thôi. Chủ khiến mà tớ nói đây. Nhanh lên. Được chứ? Gần rồi. Giờ mới được đi. Đừng lo, mình sẽ mang cô ấy về nhà. Coi nào, đi săn cá thôi. Mình sẽ không bị cảnh sát bắt chứ? Tất nhiên là không rồi. Hiểu rồi. Đi thôi. Không phải nó đâu. Ở đây được đi. Thả neo đi. Rõ thưa thuyền trưởng. Chào. Vài cô gái đang phơi nắng đi. Ừ, tôi không thích lắm. Đó là việc ta sẽ làm đi. Ăn uống, mọi thứ. Tôi không thể. Tất nhiên em có thể mà. Tôi bỏ chai chống nắng ở đâu rồi nhỉ? Cho phép anh nhé. Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự làm mà. Do TC phải không? Hắn ta còn không thể cho em bằng một nửa của anh nữa. Em muốn đồ mới mỗi ngày, xong. Quần áo mới, xong. TC còn không mua nổi pizza nữa. Sao các anh lại giàu như vậy? Tụi anh muốn gì cũng được. Em nên đi cùng anh ra bon tàu. Ở đó có nhiều nắng hơn. Biết rồi. Này anh bạn, cậu có rắc rối rồi đấy. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Sao vậy? Anh muốn tìm cách phản bội tôi à? Em nói gì vậy chứ? Có gì đâu. Có lẽ là tôi đấy. Sao anh không mời cô ấy phơi nắng luôn vậy? Mặc đồ hay là không mặc? Không phải anh nói vậy sao? Anh chỉ đùa thôi mà. Sao vậy? Anh không muốn xoa kem cho tôi nữa sao? Có lẽ mấy đòn giỏi ở lớp kickboxing dùng được đây. Nghe chứ, cô ấy sẽ đá đít em đấy. Không, tôi đang nói anh đấy, Bradford. Behind
Phía sau cô kìa, cá mập đi. Cô nghĩ tôi sợ à? Chúa ơi, kéo neo lên, mở mấy thuyền lên. Phải đi thôi. Nổ mấy màu. Mọi người tránh xa mạn thuyền ra. Nó không nổ. Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì? Gọi cho bố dưỡng của tớ. Không có sống. Giỡn với tao à? Cá mập này. Mấy con cá khốn kiếp. Nổ máy đi. Neo sao hả? Sao tớ biết được chứ? Chúng ta phải gọi trợ giúp thôi. Điện thoại ở hết trong cabin đi. Gì vậy? Có ai không? Có ai giúp tôi với? Tôi bị kẹt rồi. Chân của tôi bị kẹt rồi. Ra khỏi đây mau. Đi mau nào, ra khỏi đây. Đi mau. Mau lên. Ôi Chúa ơi. Tránh ra. Chúa ơi. Chuyện gì vậy? Có ai không? Nhìn xem. Ôi Chúa ơi, nó đang chìm. Bolly, tiến gần hơn đi. Được rồi. Chúng ta phải giảm thiểu việc khoan lại. Ông muốn ta phá sản sao? Cả hai người đều biết sao? Sao? Anh muốn gì? Báo cáo năm 1960. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy công trình dưới đáy biển đã thay đổi đời sống. Sinh vật biển, tất cả việc khoan vào lòng biển đều gây nên việc này. Chuyện này có quen với ông không hả Patrick? Này, tôi nhận lấy rủi ro. Ông cứ đổ lên tôi đi. Không, tôi nghe thấy ông trả tiền cho Patrick. Chờ đã, ngay cả khi ông thấy những cái gì đó xảy ra, người ta đang chết đây. Patrick, ông không thể tiếp tục khoan. Anh không thể tiếp tục được. Tôi đã cảnh báo rồi. Quá trễ. Tôi sẽ công bố chuyện này. Này, này, hãy nhớ là ta đã nhúng chàm hết rồi. Không, tay của tôi sạch sẽ. Họ kia rồi. Bên này này. Bên này. Dưới nước kìa. Đến lúc diễn rồi. Hay lắm. Đây này. Chúng ta sẽ cứu mọi người khỏi tàu. Bắn đi. Kìa. Kìa. Tôi bắn một con rồi. Bắn hay lắm. Chúng ở khắp mọi nơi. Nhìn xem kìa.
ta ghét cá mập. Có vậy chứ. Xem đi. Coi chừng sau lưng. Xem ta đây. Nó làm dơ giày của tớ rồi. Bọn khốn. Tấp vào đi. Gần rồi. Luki. Luki đâu rồi? Sao tao biết chứ? Luki. Nhanh lên nào. Em thích giày của anh lắm đây. Mau lên. Cứu. Có ai không? Luki. TC. Em ở dưới này. Cứu em với. TC. Ôi chúa ơi. Em bị kẹt rồi. Chờ chút đã. Chờ chút nhé. TC à. Cầu cảng đang bị tấn công. Tôi lặp lại, cá mập đang tấn công cầu cảng. Dù bạn có làm gì, đừng có đến đó đi. Ra khỏi đó ngay. Mau lên. Mau lên. TC. TC à. Chúa ơi, cá mập kia. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Anh đến vì em à. Để cứu cô gái xinh đẹp mà. Em là cô gái duy nhất còn lại ở trên tàu này đây. Anh yêu em. Angela, Santa Maria. Em cũng yêu anh. Gino Giuseppe Santino Moretti. Coi nào. Coi nào. Ra khỏi đây thôi. Em nói gì đây em yêu? Ta có thể làm được không? Em sẽ theo anh. Coi nào. Chào mừng cậu. Được rồi, ta đi thôi nào. Chờ đã, đừng bỏ tớ mà. Chúng ta sẽ để hắn chìm cùng với con tàu đi. Ta không thể bỏ anh ta lại được. Cậu nghiêm túc chứ? Dù cho giữa chúng ta có sự bất đồng, giờ thì hết rồi. Coi chừng.
nào. Cá mập đang tấn công. Tất cả đơn vị mau ứng cứu. Đi bắt chúng thôi nào. Giết hết chúng đi. Coi nào. Mau lên. Được rồi. Tôi chưa từng cầm súng trước giờ. Dễ thôi. Chỉ cần bóp cò. Nuki sẵn sàng chưa? Bắn đi. Biết tay ta chưa hả? Coi chừng đi. Đi thôi nào. Mọi người đi mau đi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu với. Giữ lấy đi. Coi đây. Tôi đã nói rồi mà. Coi nào, bơi đi. Bơi đi. Bơi đi nào. TC, bố của cậu kia. Cậu sao? Cũng hết rồi. Làm đi. Cười lên nào, bọn cá ngu ngốc. Đúng rồi. Coi nào. Coi nào. Tôi bắt được rồi. Coi nào. Cảm ơn ạ. Còn kéo được rồi. Lòng tốt lắm con trai. Con tuyệt lắm. Con phải đến giàn khoan đó. Đi đi. Mọi người không sao chứ? Anh ấy đang làm gì vậy? Chàng của mình đây. Đi đi nào. Sau đây là bản tin. Mọi điều tệ hại nhất đã qua. Giàn khoan đã bị tắt. Không còn dấu hiệu của cá mập ở bãi biển Jersey. Đây là bản tin cuối cùng được phát về vụ này. Tường thuật từ bãi biển,
Đây là My intuition's calling, but boy, I think you're falling. I am predicting that it's gonna be tonight. Oh, to touch me, you're so right under the moonlight. I predict this party's never gonna end. No. Tonight, boy.